với tầm giá trên dưới 2 triệu đồng thì anh chị sẽ mua được chiếc đèn chùm như thế nào? Hôm nay thì Hà Sĩ sẽ giới thiệu cho anh chị top 5 mẫu đèn chùm 8 tay đang có giá rất là ưu đãi, chỉ trên dưới 2 triệu đồng thôi thì anh chị đã sắm được một bộ đèn chùm để treo ở phòng khách hoặc là những vị trí mà anh chị mong muốn. Mẫu đầu tiên em giới thiệu cho anh chị đang có giá rất là hợp lý, với 1.950.000 là anh chị đã mua được một chiếc đèn chùm 8 tay. Đèn có mã là C01 với tông màu chủ đạo là màu vàng chanh, với chất liệu khung đèn hợp kim sơn tĩnh điện kết hợp treo chuỗi hạt bằng đá tự nhiên tạo điểm nhấn và tăng sự thẩm mỹ, cùng với trao đèn làm từ thủy tinh khói dày dặn. Đèn có kích thước 80x60cm, thích hợp treo ở những phòng có diện tích từ 15-25m2. Với giá sale hiện tại là 1.950.000, giá đã bao gồm đầy đủ phụ kiện và bóng đèn. Anh chị mua hàng được kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán và bên em miễn phí vận chuyển anh chị nhé. Đèn thứ hai em giới thiệu cho anh chị cũng có giá tương tự là 1.950.000. Đèn có mã là C02 với kích thước và thông số giống như mẫu C01. Tuy nhiên là nhìn ở trên video thì anh chị sẽ thấy điểm khác biệt, đó nằm ở tông màu của phần thân và phần đế trao đèn chùm. Có màu sắc là đỏ mận, với tông màu này thì sẽ mang đến cho căn phòng thêm phần sang chảnh hơn và thêm phần nổi bật hơn. Đèn đang sale với giá là 1.950.000, miễn phí ship và được kiểm tra hàng anh chị nhé. Tiếp theo đến với đèn số 3 có giá 2.290.000. Đèn có mã C03 với chất liệu khung đèn bằng hợp kim sơn tĩnh điện, trao đèn làm từ thủy tinh cao cấp dày dặn. Thân đèn được lựa chọn từ nguyên liệu gốm sứ với màu sắc chủ đạo là màu xanh nước biển kết hợp với bọt trắng, nhìn rất là sang trọng và thanh lịch. Đèn có kích thước rộng 75, cao 60cm, 8 tay đèn, thích hợp cho phòng từ 15-25m2. Giá sale hiện tại là 2.290.000 anh chị nhé. Đèn với đèn số 4 có giá 2.190.000. Đèn mã C04 với kích thước 80x60cm, chất liệu khung đèn bằng hợp kim sơn tĩnh điện, trao đèn bằng thủy tinh. Chiếc đèn chùm này có điểm nhấn ở phần thân đèn được cách điệu rất là nghệ thuật, tạo nên sự khác biệt so với các loại đèn chùm khác. Với giá 2.190.000 là anh chị đã sở hữu được chiếc đèn chùm này rồi nhé. Và cuối cùng, đèn có giá 2.190.000. Đèn có mã là C05 với kích thước tay bằng hợp kim sơn tĩnh điện, kết hợp treo chuỗi đá tự nhiên, trao đèn làm từ thủy tinh đúc cao cấp với thân đèn làm bằng gốm sứ. Đế của đèn chùm được cách điệu khi treo các thanh pha lê, nhìn tổng thể rất là đẹp và sang trọng. Đèn đang sale với giá 2.190.000. Sau đây em đã giới thiệu cho anh chị 5 mẫu đèn chùm 8 tay hiện tại đang bán chạy tại bên em. Anh chị hãy tham khảo, nếu như là ưng mẫu nào, cần thêm thông tin chi tiết hơn thì anh chị liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo 0966 871 866. Em sẽ tư vấn và báo giá cụ thể hơn cho anh chị nhé.